31 tuổi, Quốc Trường sở hữu gia tài hàng trăm tỷ, nhưng vẫn tuyên bố thích vui hơn thích tiền. Hiện tại, Quốc Trường và gia đình đang sống trong căn biệt thự rộng 700m² ở Cần Thơ, có giá trị lên tới 25 tỷ đồng. Nam diễn viên còn bỏ thêm 10 tỷ để hoàn thiện phần nội thất. Ngoài ra, anh cũng sở hữu vô số các món đồ hàng hiệu, nhẫn kim cương, v.v. Trên trang cá nhân, không ít lần công chúng phải choáng ngợp trước cuộc sống xa hoa của nam diễn viên này. Anh cảm thấy với mình như vậy là đủ, nên sau cơn sốt phim Về Nhà Đi Con, Quốc Trường đã nhận được nhiều lời mời quảng cáo, nhưng anh đã từ chối vì lý do này. Quốc Trường cho biết, mỗi ngày anh nhận không dưới 20 lời quảng cáo trên Facebook, giá cao nhất cho mỗi post là 60 triệu đồng. Mỗi ngày, nếu chịu khó nhận quảng cáo, thì tôi có thể kiếm được 500 triệu, nhưng tôi không làm. Với tôi, cuộc sống giờ là đủ, muốn gì cũng được, gia đình hạnh phúc, ba mẹ khỏe mạnh. Anh cho biết chỉ dùng Facebook tương tác với fan, do đó anh chỉ nhận quảng cáo trong trường hợp cảm thấy xứng đáng hoặc cảm thấy vui. Công việc có nguyên tắc, nhưng nguyên tắc phải phục vụ cảm xúc. Tôi nghĩ có nhiều tiền không để làm gì, kiếm 100 triệu một ngày, dễ lắm tiêu hết 10 triệu, nên quan trọng làm gì cho mình vui. Sau khi Quốc Trường tiết lộ thông tin này, nhiều fan hâm mộ không khỏi xích xoa, trầm trồ và ngưỡng mộ anh chàng 31 tuổi. Vào thời điểm cơn sốt mì cay trở vào trào lưu du nhập vào thị trường Việt Nam, Quốc Trường đã hùng hạp cùng bạn bè để mở cửa hàng mì cay. Vừa là người đồng sáng lập, vừa làm marketing, Quốc Trường đã đẩy mạnh và phát triển trở thành chuỗi hơn 100 cửa hàng mì cay nổi tiếng có mặt trải dài từ Nam ra Bắc. Nam diễn viên cho hay, anh gặp rất nhiều thuận lợi khi bước chân sang lĩnh vực kinh doanh. Chính vì vậy, anh đóng phim chỉ đam mê, chứ không quan trọng tiền cát-xê. Quốc Trường sinh năm 1988 tại Cần Thơ, anh giành giải nhất cuộc thi Ngôi Sao Ngày Mai 2009. Anh được các đạo diễn cho vào vai chính và thử ở hàng loạt dự án phim như Hạnh Phúc Có Thật, Đại Gia Đình, Cung Đường Tội Lỗi, Chuyện Tình Rừng Ngập Mặn, Ngày Hôm Qua, Vườn Yêu, v.v. Món quà 8 tháng 3 mà diễn viên Quốc Trường dành tặng cho mẹ mình cũng đã từng thu hút sự chú ý của nhiều người khi đăng tải hình ảnh tặng chậu hoa lan và tờ giấy chuyển khoản vào tài khoản của bà. Dựa vào thông tin nội dung giao dịch, rất nhanh chóng khán giả nhận ra số tiền mà diễn viên Về Nhà Đi Con tặng mẹ là 3 tỷ đồng. Chia sẻ về việc này, nam diễn viên nói, 15 năm qua, tôi tặng mẹ nhiều thứ, mẹ tôi hiện tại không thiếu bất kỳ điều gì, nên tôi không biết tặng gì cho phù hợp nữa. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định tặng tiền cho thực tế. Có tiền, mẹ muốn mua gì thì mua. Ngoài ra, Quốc Trường cũng cho biết, khi nhận được món quà này, mẹ của anh đã tỏ ra vô cùng bất ngờ, xen lẫn hạnh phúc. Để có được thành công như ngày hôm nay, chắc hẳn Quốc Trường cũng đã nỗ lực cố gắng rất nhiều. Còn bạn cảm nhận gì về chàng trai này? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới nhé!